Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Và hôm nay chúng ta sẽ có review cho anh em một con rồng mới anh em ạ. Đây thì nó là một con Heroic. Đấy, giờ anh em mình sẽ vào cho anh em xem luôn. Coi nó offer anh em ơi. Game nó giảm giá còn khoảng 2 tiếng nữa cơ. Thoải mái đi. Mình có vé vàng rồi, không biết mình đổi kiểu gì anh em. Mình chẳng biết mình đổi kiểu gì đây. Cú đua Heroic lần này ấy, mình được hai con rồng anh em ạ. Mình được hai con rồng xịn luôn. Ngon không anh em? Siêu ngon nhá. Cú đua hai con rồng luôn. Mình không nhớ là con kia nó tên là gì nên ta sẽ xem tên của nó luôn như thế nào nha. Bên ngay hai này, IGH 2222 đây, đó chính là hai tension anh em ạ. Đây teo nó nở rồi. Rồi ôi, con này là con rồng điện này anh em, con rồng này điện này anh em ơi, đẹp ghê nhở. Mình sẽ cho nó lên level 20 để tiến hóa dạng cuối nha anh em, nhanh thôi đấy nha, cho level 20 luôn. Level 20 luôn, tiếng nói rằng cuối này. Và anh em nào muốn đặt tên nó là gì thì hãy comment ngay xuống dưới nhé. Mình sẽ mang con này đi đánh nhau, đi test thử cho anh em xem luôn. Có hai dòng Heroic thì nói chung là rất là tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời luôn. Mình sẽ kết nối với bạn bè. Ok. Chúng ta sẽ Facebook login xong rồi mình làm gì đó. Mình sẽ chiến đấu với 17 thôi anh em. 17 hoàn toàn mình đánh được rồi. Rất là dễ rồi. Ok. Mình sẽ chọn con Heroic vừa mới nhất ra. Heroic vừa gọi là mới gia nhập cái team của chúng ta luôn đấy. Cassia High Tension này. Tension này với con gì bây giờ nhỉ? Tension với cái con Possess TV đúng không? Mai chắc mình cho hai con này sinh sản với nhau. Hợp lý không anh em? Con này là một trong những con Heroic cổ nhất ngày xưa, từ ngày xưa anh em ơi. Thêm một con Heroic nữa không? Thêm Heroic nữa đi. Đây. Đấy, hai con Heroic cổ này sẽ để với nhau này. Nhìn chất phết nhờ. Ok anh em. Rồi, Possess à cái gì nhỉ? Hai không biết tên là con gì. Kệ thôi, đánh nhau xem như nào. Nó sẽ lăn anh em ạ. Animation từ ngày xưa, con rồng bị xiềng xích như kiểu là vì là sức mạnh ấy trong UGO ấy, khá đẹp. 14k, bé nào lên đây tiếp nào, bé nào muốn lên đây muốn thử sức mạnh tiếp nào. Sổi nó xoay như thế này chạy thấy méo được. Victory nha, chiến thắng anh em. Rồi ấn X ra ngoài. Chúng ta muốn chọn thì như thế nào đây, sử dụng cái Boston để chọn. À, để chọn anh em ạ. Đây á. Ở đâu? Là sao ta? Survey button nữa. Nhưng mà vấn đề là ra chọn kiểu gì? Holy. Đây á. Chọn kiểu gì anh em? Vấn đề là chọn kiểu gì? Holy. Ấn đây. Có được đâu. Cái vé vàng của mình vẫn trong dương luôn anh em. Mình có mang mất đâu nhỉ? Đấy, mình vẫn có cái vé vàng này mà. Đâu rồi? Không phải vé này nha anh em. Ồ, đây. Cái này vé này nếu mà sử dụng thì nó sẽ mang ra ngoài. Không hiểu luôn. Mình sẽ lấy cái kiểu gì đây anh em? Bó ra chấm con chẳng lẽ lừa mình. Dream City sẽ lừa chúng ta, sẽ không được tặng bất kỳ một cái gì cả. Thì đúng là nhọ. Mắc nhọ, đời tôi mắc nhọ anh em. Ok, mình sẽ đi lấy cái này nha, xong tính sau. Rồi, ok, chúng ta sẽ lấy tất cả những cái gì có thể có ở trong này. Lấy luôn, lấy ngay và luôn. Lấy hết luôn nha anh em, tất cả luôn nha. Xong rồi nhá, chúng ta đã lấy đủ cái số lượng coin mà chúng ta muốn có rồi. Rồi, lấy đủ hết rồi đấy. Không còn thiếu bất kỳ cái gì nữa. Chắc là mình sẽ lấy thêm vàng. Mà nếu mình ấn cái này vào thì nó sẽ rất là lag này. Nó sẽ lấy tất cả các đảo ấy thì nó sẽ rất là lag. Vì thế mình sẽ không ấn vào đấy làm gì cả. Mình sẽ lấy từng cái một. Và thật ra thì mình cũng sắp đủ cái này rồi.
mình sẽ đi được khoảng mấy bước nữa, mình sẽ đi được khoảng một bước cái này nữa anh em ạ. Ui chà, mệt đấy nhờ, mình còn đúng khoảng một ngày nữa thôi, có lẽ vẫn phải nạp thêm một ít ít tiền vào để lấy nó. Nạp thêm vào khoảng, theo thì mình thấy thì mình sẽ nạp vào khoảng 4 đô là đấy 1.400 à, 1.400 thì không đủ hai bước, phải 7 đô, tôi bảo 7 đô thì thoải mái nhỉ. 23 đô là 7.000 coin này, 7.000 coin thì lại thừa, 7.000 coin thì lại thừa nha anh em. Lấy con đấy khó ghê nhỉ, không lấy thì mình đã lỡ là nạp vào rồi, phải đi lấy thôi. Làm nhiệm vụ anh em, không tính sao, làm nhiệm vụ cái xong tính sau nha. Ở trên này có một con này, cho được con battery. À đúng rồi, mình đang muốn like con này đúng không, con này chỉ còn 2-3 giờ thôi anh em, battery thì có 8 tiếng à. Đợi thôi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi chiến đấu ở trong quest nha. Joy fun. Đây, Major Coin là quan trọng hơn. Và Heroic của chúng ta, con này không được bỏ nó khác à? Được chứ? Heroic nè. Lấy con Heroic mới nhất là con Tension nha. Đấy, đội hình của con này có cái quần hào quang đẹp thế nhờ. Hào quang là mắc đẹp luôn. Hào quang đẹp quá cơ. Bây giờ ta sẽ lấy đánh con này, đánh thôi. Này rồng đại tướng á, đây rồng đại tướng anh em ạ, rồng đại tướng của bên Mỹ, rất là nhiều cờ, cái huân chương bằng sao, sao vàng gì đó, nhưng mình không quan tâm lắm. Rồi ui đấm phát chết. Gì đây, 66.000 à, Rainbow anh em, bắn chiêu 13.000, chưa đai, một hit nó sẽ đai, một hit nữa thì nó sẽ đai nè. Chạy đâu cứng. Rồi chúng ta sẽ còn hai cái quest là Fun Quest và Joy Quest. Chúng ta sẽ làm luôn cái Fun Quest và cái Joy Quest này luôn. Nó yêu cầu con Fun và nó yêu cầu cả con Joy luôn. Cứ có thì làm thôi. Cứ có thì chúng ta cứ làm thôi chứ để làm gì đúng không anh em. Chẳng để làm mục đích gì cả. Hai con giống hệt nhau. Sẽ luyện tập cho con này thôi. Tôi cho con dòng Heroic mới nhất, Process TV Dragon, con dòng thần tài của chúng ta. Tức là vẽ này với 23.000 máu. Fernando với 18.000, Storm. Sấm sét, mưa gió các kiểu. Bên này sẽ là Joy Quest này, vẫn có thể chiến thêm được. Chiến. Một hit nữa sẽ die nha. Một hit nữa là nó sẽ die rồi. Chạy đâu được cưng ơi. Đây, chiến thôi. Đánh thì đánh thôi anh em. Rumber, à con rồng Carnival. Có Carnival Dragon nha. Một bé nữa sẽ đai. Ánh sáng và bóng tối và các kiểu thể loại gì đấy. Rồi xong. Joy và Fun thì nó đã xong quest rồi. Bây giờ Liquid rồi, còn Liquid đánh thì đánh thôi. Liquid cày thêm, luyện tập cho Possess TV, chắc là chỉ luyện cho Possess TV, chúng chẳng biết, không biết luyện cho gì cả. Nhiệm vụ thì cũng hết rồi anh em, cũng không còn nhiệm vụ gì để xem thì nó bán cái gì không thôi. Dragon Offer, con Epic này là quá là đắt nè. Game Offer, Major Coin, con này nó vẫn bán này anh em. Empower, tăng sức mạnh cho con này. Triple Offer. Nhìn chung là chúng ta nên chơi tiết kiệm lại đi, như kiểu là chúng ta sẽ cày chay như ngày xưa thì chỉ nạp vào những khi nào lấy rồng thôi anh em. Master Line thì đánh tẹt anh em, thoải mái luôn đi. Có những điểm đánh bấy nhiêu điểm luôn, chẳng để dành cái gì cả nữa. Chiến thôi, đánh thì đánh thôi. Mystic trứng ấy à, Misty trứng đại bàng trong truyền thuyết à. Team này một hẩy đã chết rồi anh em. Team này đúng là một hẩy đã chết rồi. Chạy đâu nữa cưng ơi. Chạy đâu hả cưng, chạy đâu. Con này là con rồng kim loại, bây giờ nó không thể nào mà làm gì được mình rồi, chắc chắn luôn. Rồng ốc sên ạ, tại sao cho mấy con rồng này vào đây làm gì nhở, lót đường à, hay họ muốn giảm rank ta, có lẽ sẽ họ muốn giảm rank. Ôi sao team này dễ này, dễ chơi kinh khủng rồi anh em ạ. Kaiju, con Blossom và Poor Dragon. Chiến Tetbo này anh em. Horatio, ok, tấn công phát.
Thịt nó phát này anh em. Đánh thì đánh thôi nhỉ. Chivito, còn lại là Chivito 12.665. Lửa này anh em, có IC win bên kia nữa cũng hợp lý đúng không? Victory rồi, chiến thắng rồi. Khá là nhanh. Khá là đơn giản. Ô sao team này toàn team yếu nhỉ? Không đánh bây giờ thì đánh lúc nào đây? Phí quá, lãng phí nhỉ. Không đánh bây giờ thì quá lãng phí luôn. Ok. Cho bọn vào đây luyện tập skill cũng được anh em ạ. Nhưng mà luyện tập cái rank thì nó hơi lãng phí. Hơi lãng phí một tí. Rồi. Thích đánh thì đánh thôi, mình đánh bọn này luyện nhanh lắm ấy. Luyện siêu nhanh luôn. Siêu nhanh, siêu to và siêu khổng lồ. Ok. Đánh thêm ván nữa này. Chạy đâu cưng. Một bé nữa sẽ die nha anh em. Victory rồi. Còn bọn đây Gui này. Con Gui này có hệ lá và nó khắc chế được cả hệ ánh sáng trong cái màn này. Nói chung là nó cũng khá là ghê. 260 thì đánh được. Không có gì khó cả. Không có gì khó cả nha. Ok. 130,000 thôi anh em ạ. Rồi, băng nè. Băng luôn. Băng. Con này thì cũng sẽ một hit nó sẽ die. Rồi, chắc chắn mình không die rồi, mình 250,000 cơ. Khắc chế ôi. Đánh gần chết, sợ nhỉ, khắc hệ kinh hoàng vậy. Kinh hoàng vậy bé ơi. Từ từ nào. Mình giết nó đã, còn con một con nữa, thôi từ từ. Mình sẽ có thể đánh được anh em ạ. Rồi, ok, đã xong. Con này thì sao ta? Giảm máu xuống trước đã. Xong hai con cùng hệ vô cực anh em, nên thoải mái hơn đôi chút. Đấy, hệ pua nè. Bé cưng chạy đâu? Chạy đâu bé cưng ơi? Xong nha, victory, chiến thắng rồi anh em. Còn hai trận nữa cả, đánh thoải mái đi. Ôi sao team toàn team yếu này. Vãi nồi thật, team yếu sẽ đánh ghê. Đáng lẽ nên để cho cái con. À con đồ, con Harry không được vào đây. Harry thì không được vào đây nha anh em. Harry thì không vào đây đâu. Swap này anh em. Vô cực tấn công nó nào. 153k. Chạy đâu. Ok anh em đợi xíu mình lấy cái này đã. Cửa đỡ ổn á, ngoài ổn quá. Rồi ok, team này yếu quá ấy. Thoải mái mà đánh luôn anh em ạ. Có một trận nữa anh em ơi. Ui, team này dưới này yếu này. Team này dưới cũng rất là yếu nhưng mình cũng chẳng có team nào để đánh cả. Bây giờ mình chỉ toàn luyện cho Heroic thôi ấy. Mình còn quá nhiều Heroic nữa, chưa luyện hết. 35.000 máu, 177k. Đấy. Rồi, đổi thôi anh em. Pure Lies 152k. Con này là con Kiko thì nó cũng dễ thôi, rất là dễ chơi rồi, dễ chơi, dễ đánh rồi. 147k máu. Ok. Xong nha. Thắng anh em ơi. Chúng ta vẫn chưa được cái hòm à? Đánh đến đợt tầm này mà vẫn chưa được cái hòm anh em ạ. Ok thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, gặp lại, bye bye.